Chúng tôi xin trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị bức tranh phu thê viên mãn cực kỳ đẳng cấp với độ dày là 10 phân đục liền khối. Độ dày 10 phân đục siêu kinh bông. Siêu kinh bông nhiều tầng lớp. Siêu nhiều tầng lớp luôn quý vị. Rất nhiều tầng tầng lớp lớp khác nhau, đúng không ạ? Đục thì siêu kênh bông luôn. Với tổng chiều dài là 2m6 và cao là 1m17. Cao là 1m17, ngang là 2m6 quý vị. Rất to và rất dài. Thước này nó không móc được vào. Tôi gửi tới quý vị cái bức tranh thuận buồm xuôi gió. Cao là 1m27 và ngang là 2m17. Dày 7 phân bằng chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi. Bức này thì chúng tôi cũng làm tương đối lâu rồi và gỗ rất khô, cực kỳ đảm bảo. Bức tranh treo ở nhà quý vị thì nó phải nói là tuyệt vời luôn, mang rất nhiều tài lộc về cho gia chủ. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị cái bộ trinh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, ngang 37, cao 1m17, dày 5 phân bằng chất liệu vô hương đá. Giá cả rất là rẻ quý vị nhé. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị cái bức tranh ông thần tài kéo bao tiền, ý nghĩa là mang tiền tài về cho gia chủ. Cao 65, ngang 1m25, khung dày 4 phân, ván dày 3 phân, được đục chạm rất tinh tế và giá cả thì rất là rẻ. Ở trên là hai chữ Tâm Đức vuông 47, bên này là hai chữ Phúc Nhẫn vuông 47. Giới thiệu tới quý vị cái bộ tranh chữ Phúc Lộc Thọ. Cái này chúng tôi đang để mộc quý vị nhé. Ngang vuông là 47, treo đo vuông như này, cái trung tâm chữ Đức này đo vuông là 47, chéo ra là dài hơn. Đấy, quý vị có thể thấy rất là đẹp, Phúc Lộc Thọ.